xúc động thiệt. Hay. Hay quá. Chú khen thiệt. Chú khen thiệt. Quay qua cô Nguyên chú Chí tấm tắc cực cầu. Có cô hay lắm. So với Nhâm Nhi guitar thì cái bản này nó phải gấp 100 lần. Đúng không? Hay quá. Hay quá. Dạ 100 phần thì con không dám nhận đâu. Chứ nhiều 99 hả? Dạ có 10 thôi. 10 đó hả? Tại vì trước đó là có rất là nhiều cô chú anh chị trình bày nó còn hay hơn nữa. Đối với con thì con kỹ thuật của con nó không có quá là nhiều. Nhưng mà rất là cảm hứng. Chỉ biết là dành hết cái cảm xúc của mình cho cái bài hát. Dạ. Vậy thì con có biết rằng đó là khán giả yêu con vì cái gì không? Vì cảm xúc. Không phải vì kỹ thuật. Vì cảm xúc. Vì con là Hồ Văn Cường. Đơn giản như vậy thôi. À, sứ giả cảm xúc. Wow. Cái này không phải em nịnh đâu. Không phải là vì hôm nay là show của Cường, khán giả của em nịnh đâu. Đây là bài hát của em nói thiệt. Rằng là khi mà em đưa cho Hồ Văn Cường em cũng rất là áp lực. Và thực ra thì em cũng biết rằng đó là Cường cũng rất là áp lực. Đúng không? Khi mà thi một cái bài mà đã có rất là nhiều những cô chú anh chị cũng đã thành công rồi. Đúng rồi. Và không phải ai cũng dám nhận cái thử thách. Đó cho nên là con mới nói là con tức chú lắm. Thương quá. Tức lắm tại vì là con vừa đi học mà chú đưa con toàn cái bài gì mà nó toàn là nó nằm ở trên đây không. Dạ hôm qua rồi con cũng đỡ tức. Ủa vậy vậy giờ em hỏi là khán giả có muốn Cường tức chú Cường nữa không? Con thấy chưa? Mình chơi không lại khán giả đâu con ơi. Rồi. À, một tràng vỗ tay là to dành cho Bồ Đề Chi Em ơi phiên bản Hồ Văn Cường ạ. Rất là chín mùi luôn. Rồi bây giờ mình không còn sự lựa chọn thay đổi và ấy nữa. Cô Vĩnh Quang ơi. Dạ. Em có thể cho anh biết cái lý do tại sao mà em lựa chọn cái ca khúc Còn Thương không? Thật ra thì đối với bản thân của em á, ở đây quý vị nào mà cỡ tuổi của Quang nó cũng đã trải qua khá khá mối tình. Quang em nhiêu tuổi? Dạ. Em nhiêu tuổi? 32. 32 còn nhỏ xíu xíu. 32 bao nhiêu mối tình á. Nhưng mà yêu nhiều cũng được với anh đâu ai cấm đâu. Thì rất sau rất là nhiều người từng đến với mình và họ ra đi thì sẽ có những lúc Quang nghĩ là chắc chắn là mình không bao giờ quên được, chỉ hy vọng là mình có nhớ thôi. Cho nên là có những cái cảm xúc đôi khi vô tình mình nghĩ lại hay là mình nghe một cái bài hát cái mình nhớ có lại. Những chuyện nó hiện ra trước mắt giống như là ngày hôm qua vậy là, và cái bài Còn Thương này là một trong những ca khúc đó làm cho Quang cảm nhận được những cái cảm xúc mà mình đã từng trải qua rồi. Và đặc biệt một cái nữa là Quang nghĩ là hôm nay tất cả quý vị đến đây và có mặt ở đây đêm hôm nay đều dành một cái tình cảm rất là đặc biệt cho Hồ Văn Cường. Quang tin là quý vị đến đây đôi lúc cũng không vì cái gì đâu, cũng không phải là một khán giả đến để nghe nghệ sĩ hát. Quý vị đến đây giống như là quý vị muốn đến đây để nghe một người em, một người cháu của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đêm hôm nay không qua là khắp hết. Cảm ơn quý vị. Hôm nay giống như gia đình vậy đó. Câu trả lời khéo quá, không biết còn thương ai luôn chưa. Trả lời là còn thương ai. Cuối cùng là cảm ơn khán giả. Khéo quá. Thôi bây giờ xin mời ông Vĩnh Quang ra giữa sân khấu thể hiện ca khúc Còn Thương, một sáng tác trong album Tự Nhiên của Nguyễn Minh Cường. Dạ, xin mời ban nhạc. Có chia ai với này?